Quang Lê hé lộ ảnh độc chụp cùng Mỹ Tâm thời chưa nổi tiếng vào 20 năm trước. Lúc đó tôi chưa nổi tiếng, chưa đi hát ở sân khấu lớn. Trong khi đó Mỹ Tâm đã nổi tiếng với bài Ước Gì, Quang Lê nói. Vừa qua, trên kênh YouTube của mình, ca sĩ Quang Lê đã hé lộ với khán giả nhiều bức hình hiếm chưa từng công bố. Đầu tiên là bức hình anh đi hát năm 10 tuổi, lúc mới bước chân sang Mỹ, nam ca sĩ nói. Hồi tôi mới sang Mỹ, mê hát lắm, đi đâu có ban nhạc đang chơi, thì tôi xin lên hát ngay. Thậm chí tôi còn là một ngôi sao tại thành phố tôi sống, vì mới 10 tuổi đã lên sân khấu hát song ca cải lương như thật. Tôi cầm mic hát rất giản dị với ca sĩ lớn tuổi hơn mình, tự tin chứ không ngại gì. Tiếp đó Quang Lê tiết lộ bức hình chụp cùng danh ca Hương Lan khi còn chưa nổi tiếng. Theo lời Quang Lê, Hương Lan lúc đó chưa biết anh là ai, và nếu nhìn bức hình này chắc chắn sẽ bất ngờ, anh nói. Tôi còn được ngồi chụp cùng mẹ Hương Lan ngay từ thời trẻ, trước khi bước chân vào làng âm nhạc. Hồi đó má tôi hay tới nhà cô Ngọc Ngoan lấy vòng về bán kiếm lời, nên cô mời gia đình tôi đi dự đám cưới con cô. Trong tiệc đám cưới đó, có mời mẹ Hương Lan nữa, nên tôi có cơ hội chụp cùng. Mẹ Hương Lan chắc chắn không còn nhớ đã từng chụp với tôi từ ngày đó. Má tôi kể, hồi đó Hương Lan đem khách vào mua hộp xoàn mấy chục nghìn đô. Cô Ngọc Ngoan gửi quà cáp này nọ kia, nhưng Hương Lan từ chối. Có lần Hương Lan vô mua hết hộp xoàn cả 100.000 đô. Đặc biệt, Quang Lê còn khoe chụp hình với Mỹ Tâm cách đây hơn 20 năm. Khi ấy Quang Lê cũng chưa nổi tiếng, nhưng lại được vào gặp Mỹ Tâm và được đứng trên sân khấu lớn nhất tại Sài Gòn lúc bấy giờ là Trống Đồng, anh chia sẻ. Tôi còn gửi một tấm hình mà nếu Mỹ Tâm coi cũng phải ngỡ ngàng. Lúc đó tôi chưa nổi tiếng, chưa đi hát ở sân khấu lớn. Trong khi đó Mỹ Tâm đã nổi tiếng với bài Ước Gì. Tôi về Việt Nam chơi và được chụp hình cùng Mỹ Tâm cách đây phải hơn 20 năm rồi. Tôi còn chen lên sân khấu 126, sân khấu Trống Đồng, đều là những sân khấu lớn tại Sài Gòn lúc bấy giờ. Sở dĩ tôi có những cơ may đó là nhờ anh Hòa Linh. Lúc ở bên Mỹ, tôi có tham gia một cuộc thi hát tại một vũ trường. Anh Hòa Linh cũng có mặt và nghe tôi hát xong rụng rời tay chân. Anh ấy cầm hai bông hoa, leo từ phía dưới lên nói, bữa nay tao cầm theo hai bông này để chọn hai đứa hát hay nhất rồi tặng. Nhưng tao nghe mày hát hay quá nên tặng luôn cả hai bông. Tiếp đó anh Hòa Linh còn bảo tôi, yên tâm đi, cuộc thi này tao đảm bảo, mày không nhất thì nhì. Anh ấy phán như thật, cuối cùng tôi được giải nhì. Sau đó tôi về Việt Nam thì được anh Hòa Linh dẫn tới những sân khấu lớn mới chụp được với Mỹ Tâm. Được biết sau khi đoạt giải nhì tại cuộc thi ca hát nhạc đó, Quang Lê đi xin hát tại các trung tâm ban nhạc nhưng đều không được nhận vì còn béo hơn bây giờ. Anh mạnh dạn chia sẻ cho khán giả bức hình thừa cân của mình trước khi nổi tiếng. Mãi đến sau này anh mới giảm cân và được lăn xê với ngoại hình thư sinh. No, no.